Ngày 26 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện số 53 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng. Công điện gửi Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để các chính sách mới của luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật các tổ chức tín dụng sớm được triển khai trong thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung điều khoản của các luật này. Bên cạnh đó, nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời triển khai ngay sau khi các luật này được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm, dự kiến từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. 2024, Công điện số 53 nêu rõ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành bốn luật này theo thẩm quyền và trách nhiệm đã được giao trong các luật, hoàn thành trong tháng 6 năm 2024 theo đúng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình xây dựng ban hành cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất của các văn bản pháp luật.